có thể mua được. Này cuốn rất là giảm nha. Cái cuốn thứ hai nghe còn là đẹp mắt hơn. Đẹp lắm. Cái kia đẹp nhất. Chọn bố cùng chọn lớp. Rồi bạn bố đẹp nhất. Hello. Đã quá. Hello, chào mọi người. Chào mọi người nha. Chào mọi người, mời mọi người ăn trưa với gia đình mình nhá. Thì hôm nay mình không nấu cơm mà sẽ đãi cả nhà hai bố con món phở cuốn nhá. Phở cuốn thì lúc mình cũng giới thiệu các cái nguyên liệu để mình sử dụng rồi. Cái món này rất là ngon, ăn và mát, rất là mát trong mùa hè này. Và nó không sợ ngấy, toàn các hầu như là rau củ quả. Tất cả thế thì mời cả nhà ăn với gia đình mình nhá. Mọi người ăn cùng với phở cuốn với lại gia đình. Bạn Ken đứng hình à? Đây thì nhà mình chia ra mỗi người một đĩa này nhá. Đĩa này là cái phở, phần phở bên dưới thì mình sẽ là ai ăn gì mình sẽ cuốn vào đấy nhá. Thịt, rau, cà rốt, khoai tây, cưa chuột, giò, chả. Đây, trước tiên thì mình sẽ là cho một ít đá thơm. Đây, Ken ăn gì cuốn đi con? Mọc canh, tờ giấy. Để vậy dưới, nó cuốn hết đi đã, nhà nột lên thì lại lạch mất. Đủ phở, đấy chưa gì đâu quay, cái phở cuốn. Đấy, Ken đạp gì? Rửa tay trước khi ăn là phải rửa tay sạch mới quấn. Đây, vâng. Đây là phần trứng này. Ken ken ăn cà rốt. Ăn cà rốt với trứng à? Tomato. Con ăn gì? Đây con quấn trứng đi. Tomato quả đấy. Con nhặt hết các đồ con thích ăn vào đấy. Con thích ăn cái gì con thả vào đấy. Thả vào đấy đi cho cô quấn nhá. Con ăn bún. Bún à? Ăn con ăn bún. Ngon à? Nếu mẹ con tuổi con lốt một cuốn này là tên là cái này là cuốn mỗi trứng này ra thêm trứng nhá. Đã được một món này. Cái này không hôm nay hôm nay là mình không cuốn trước mà là để ai ăn thì cuốn. Quên mình chuẩn bị cái bát để hấm nước. Ngon không? Trông chết tao. Ngon quá. Bạn Ken thì bạn chỉ có quấn ấy thôi. Trứng. Đây nhá, như này là mình hoàn thiện xong một cái vỏ quấn như này nhá. Có phần rau thơm vào ra này. Rất là vừa ăn thôi, mình quấn vừa vừa nhỏ nhỏ dễ ăn thôi. Rồi chấm với cái nước mắm chanh. Đây là đã. Ngon. Là nhá. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm à? Với trứng không ngon à? Không cần bún. Không. Cho bỏ lên lên nè. Rồi ăn đi. Bạn này thì thích con trứng không? Cái món này mùa hè nhá. Rất là nhiều người lựa chọn trong bữa ăn bữa trưa nhá. Mình cuốn ra làm rất là đơn giản thôi. Thì cái món mình chỉ cần luộc cái phần thịt này, phần giò thì mình mua sẵn nhá, và rán phần trứng thôi. Sau đó mình hãy làm sao nhỏ nhỏ để vừa cái củ cuốn này được. Cà rốt là một này, dưa là hai, trứng là ba, giò là bốn, thịt là năm, rau sống là 6 á. À, mẹ em hay cho đường chứ. 4 là 7. Đủ vị của nó. Mọi người có thể quấn là thay bằng thịt lợn, thịt bò không được. Thịt bò xào qua nhưng mình thích ăn thịt lợn nó mát hơn. Mình mới chuẩn bị này. Xoay. Rau thơm thì tùy nhá, nhà các bạn ăn được rau gì các bạn đều có thể mua được. Cái này cuốn rất là giảm nhá. Cái cuốn thứ hai nghe còn là đẹp mắt hơn. Đẹp lắm. Cái kia đẹp nhất. Chọn bố cùng chọn lớp. Rồi bạn bố đẹp nhất. Cái đó đã quá. Đã quá. Con chưa ăn hết cả. Ồ, cái ăn lâu thế. Ăn thì mà ăn lâu vậy ạ.
Cái món này bình thường thì cũng có thể là các bạn là cuốn làm xong tự cuốn nhá, cuốn xong là ăn một thể, nhưng mà mình thích ăn kiểu lai dai như này, ai thích ăn gì thì cuốn cái đấy. Ai thích ăn phần ví dụ trứng nhiều thì cho trứng nhiều, hoặc có thể là giò, hoặc có thể là dưa chuột hoặc cà rốt nhá. Thì cuốn này ăn cái nào thì mình sẽ ngon, tươi hơn, rồi việc mình cuốn sẵn rồi đấy. Rất đảm bảo vệ sinh thôi. Ăn thử tế con, cẩn thận đi. Ăn hết đi, ăn hết đi rồi mẹ cuốn tiếp. Bố ăn đi. Bố ăn rồi. Mình cuốn thêm một cái ít bún nữa, mình mua kèm ấy, mình cuốn bún ăn nó thơm và làm mát. Bố vị. Bố canh nước à? Bố canh nước à? Này chắc tầm mỗi người 5-6 cái là no. Cái này ăn thay cơm đấy các bạn, chứ lúc sau nhà mình không nấu cơm nữa đâu. Mình chỉ ăn cái món này thôi. Ăn cơm. Nên không nấu cơm ăn bún phở. Ăn phở cuốn. Đầy đủ ạ. Tinh bột là bún biết là có đủ rau củ quả. Ăn lên. Cái dừa. Ăn chờ mãi. Bye bye. Món ăn. Rau thơm rất ngon rất nhiều. Chào bye bye. Nắng về ăn món cuốn này ăn ngon. Ngon luôn, là nhà mà. Ăn đi con, ăn đi, vẫn chưa hết một cái à? Xong chơi. Uống nước. Ngon. Rất ngon mắt. Kèn chưa ăn hết một cái rồi. Món này mấy chị em văn phòng nóng hay làm. Bởi vì rất là tiện, đơn giản, không phải bày vẽ nhiều, nấu xào nhiều. Mà ăn buổi trưa cuốn. Thay vì ra quán thì mình có thể mua đồ về mình làm này nhé. Rất là đơn giản. Xem cuốn. Cách nào mọi người này, xem cuốn đi. Gọi là vừa làm vừa ăn nó mới đã. Bố, được mẹ. Đúng rồi, cái này vừa cuốn ăn nó ngon. Ai thích ăn thì ăn. Ăn gì? Chỉ có trừ khi nào nhà có khách nhá, thì mình nếu mình muốn làm ấy thì mình sẽ cuốn sẵn để khách vào ăn thôi, chứ còn nếu mà đợi khách mà cuốn thì sẽ lâu. Như là em bố. Nó cảm nhận mùi mắm. Mình chấm vào mắm. Người mắm mà cho vào mồm ăn đã. Mắm thì mình pha theo tỷ lệ của chua ngọt đấy. Mình chấm các cái này dễ chấm thôi. À, con cho rồi. Mẹ to. Nhiều quá. Đây mẹ vẫn đủ vị như này đây. Có mùi. Đóng mùi ngon. Nước mắm thì có vị cay của ớt, hăng của tỏi, một chút đường. Ăn nó đã. Nói chung là món này rất là dễ ăn. Nhà có khách làm món này ngon. Mà ăn không bị ngấy nhá. Đủ no. Không phải nấu. Cuốn nhỏ nhỏ xinh xinh thôi này, đằng sau. Hôm nay Hà Nội mưa được một tí buổi tối. Mẹ ở trong rất nóng. Rất nóng. Con nghe rồi. À mình nữa. Muốn cho giò vào đây nhá. Cho. Trước bạn ăn rồi. Cứ mẹ làm bạn đấy ăn bông nhỏ nữa mẹ. Rồi quá. Ngon tuyệt vời. Mùa hè nóng á, bạn dễ là ăn uống nhiều nước. Nói chung là mùa hè đến nhá, mình chỉ nghĩ ra cái món gì ăn mát mát thôi. Chứ cơm nhiều khi cũng rất là nóng. Ăn ba chiếc thì ăn bún. Ăn ba chiếc. Không, anh cái thứ 5 rồi ấy, em là cái thứ 3 rồi.
ăn đến cái thứ năm rồi mà vẫn thấy no. Con hết cái đấy đi. Con nữa ý vậy. No bụng rồi. Đâu cho mẹ xem bụng nào. Ôi ôi, bụng no quá rồi. Rồi thế con bye bye đi nào. Chào mọi người. Rồi, bạn ấy ăn xong rồi đấy. Nào 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 con. Con đi kiếm nhá. Con vào rửa tay đi. À, vào rửa tay đi. Cái vào rửa tay đi con. Ăn vào rửa tay và mồm nhá. Con bận vào nước ra. Nhìn đây, Quấn nhìn. Ăn nó to. Cái này không cần tình gì. To. Không có rau, toàn thế này, toàn thế. Nó phải vừa mồm. Đã ạ. Ngon. Hơi no no rồi bạn. Ăn được 3 hay 4 cái rồi. Chồng làm từng này không phải năng lực. Không ăn hết rồi. Đấy cái tầm này không phải chiên. Cũng 5 cái thì là ok. Là vừa tầm. Nó con bật quạt lên. Không biết bật. Nào. Đấy. Con kia con bật. Nó bật cho con. Hôm nay nóng nhưng mà nhiệt độ nó cũng 30 thôi nên mình vẫn chưa phải tập lấy người bật điều hòa nhé. Giờ vẫn là bật quạt là đủ mát rồi. Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp, càng nhỏ xinh. Chưa hôm qua ăn bún, ngày ăn bún hôm nay là bún phở cuốn. Chưa qua là mình nấu bún nước. Tại vì nóng này buổi trưa hôm nay nấu cơm. Nhà mình ăn cuối tuần là món ấy. Nó quá rồi, không mình chỉ số hạ mấy cái này thôi. 5 cái. Nhanh không no. Còn nguyên liệu chút nữa mình cho Quấn để chiều ăn. Nhưng mình cũng lãng phí bỏ nhá. Có phần này. Thôi chắc là hiện tại video nhà mình hôm nay quay đến đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ấy. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Hôm nay nhìn giờ nhìn thấy anh xã có cái áo màu cam này. Nắng bên ngoài nhìn đây rực rỡ quá. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.